Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Cuộc sống ở đất Phụng Na Con. Mình là Phụng Na Con, hiện đang là điều dưỡng viên làm việc ở nước Đức. Công việc hiện tại của mình là Internship Pfleger ở Hannover. Thì trong cái khoảng thời gian vừa qua, có rất là nhiều bạn hỏi Phụng là sang đây theo cái chương trình gì? Và làm cách nào thì để giảm cái chi phí khi mà mình sang Đức? Thì Phụng mới cảm thấy cái chương trình này là cái chương trình mà mình cảm thấy là nó rẻ nhất, và các bạn không phải chứng minh tài khoản với cái chi phí rất là rẻ, chỉ 40 triệu thôi các bạn có thể sang Đức được rồi. Và các bạn cũng chỉ cần trình độ tiếng Đức từ A1 đến A2, và cái bằng cấp mà để cái điều kiện mà để tham gia cái chương trình này á, thì chỉ cần là tốt nghiệp cấp 3. Vì có rất là nhiều bạn không biết về cái chương trình này, vì cái chương trình này khá là đặc biệt và chi phí cũng rất là rẻ, và điều kiện để được tham gia chương trình này cũng khá là đơn giản, đó chính là chương trình Au Pair. Thì cái chương trình này, đầu tiên thì Phụng muốn giới thiệu với các bạn biết chương trình này là như thế nào nha. Au Pair là một cái chương trình chăm sóc trẻ ở nước ngoài. Ngoài ra, Au Pair còn được hiểu là một cái chương trình trao đổi văn hóa dành cho các bạn trẻ sang nước ngoài. Thì khi mà tham gia cái chương trình này á, các bạn phải sang nước ngoài và sống cùng với một gia đình bản địa. Thì các bạn có thể học hỏi được văn hóa của nước họ, học hỏi về cái ngôn ngữ của họ. Khi mà tham gia cái chương trình này, các bạn được miễn phí ăn ở nè, các bạn được chi trả tiền vé tàu xe về cái phương tiện đi lại nè. Ngoài ra các bạn còn được tiền hàng tháng nè. Ngoài ra các bạn còn được chi trả tiền đi học tiếng. Có rất nhiều người hiểu sai về Au Pair là một người giúp việc, nhưng mà không phải. Au Pair là một người chỉ chăm sóc trẻ, không phải là người giúp việc nhé. Điều kiện để tham gia chương trình Au Pair thì gồm có 4 điều kiện chính. Cái thứ nhất là từ độ tuổi từ 18 đến 26 tuổi. Cái thứ hai là các bạn phải là người chưa lập gia đình, chưa có con. Cái thứ ba, trình độ tiếng Đức của các bạn là từ A1 đến A2. Và cái thứ tư khá là đơn giản, bạn là một người vui vẻ, thích chơi với trẻ em, biết nấu ăn. Quyền lợi khi mà các bạn tham gia chương trình Au Pair, có khá là nhiều quyền lợi khi mà các bạn tham gia chương trình này. Quyền lợi thứ nhất là các bạn sẽ được ở một cái phòng riêng. Cái thứ hai là về chi phí học tiếng, thì một tuần các bạn sẽ được học từ 6 đến 10 tiếng. Thì cái chi phí đó các bạn được gia đình, các family chi trả cho mình. Cái thứ ba là về vé tàu xe, phương tiện đi lại, các bạn cũng được các family trả cái tiền này. Cái thứ tư, quyền lợi cái thứ tư là một ngày các bạn làm việc chỉ maximum là 5 tiếng. Và cái thứ năm là một tuần các bạn sẽ được nghỉ một ngày, và trong một tháng các bạn sẽ được nghỉ hai cái working N. Có nghĩa là một tháng mình có 4 tuần đúng không ạ? Thì mỗi một tuần mình đều có hai cái ngày cuối tuần, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Thì trong một tháng các bạn sẽ được nghỉ hai lần cái cuối tuần. Và cái quyền lợi tiếp theo nữa là các bạn sẽ được khi mà guest family mà họ đi du lịch á, thì có gia đình đó họ đi du lịch sang nước ngoài, có gia đình thì họ đi du lịch trong nước Đức, thì đương nhiên các bạn sẽ là người được đi theo, và đương nhiên là hoàn toàn là miễn phí hết, các bạn không phải chi trả cái gì hết đó. Khá là nhiều quyền lợi đúng không ạ? Thì về cái hồ sơ để được tham gia cái chương trình này thì Phụng sẽ để ở dưới cái phần mô tả để cho các bạn xem nó dễ hơn nha. Bây giờ thì Phụng sẽ chia sẻ với các bạn về cái tip để các bạn có thể tự tìm Get Family, có thể tự làm hồ sơ sang đây, không phải thông qua dịch vụ, không phải tốn 40 triệu. Nếu mà các bạn đi theo chương trình này mà thông qua dịch vụ thì nó chỉ mất là 40 triệu thôi. Thì lúc trước mà Phụng đi á, là Phụng phải trả là Phụng trả 20 triệu trước để cho họ tìm gái cho mình nè. Sau đó thì ví dụ như là trong cái thời gian tìm gái thì mình phải nói chuyện với lại gái family nhiều á, thì cái tiếng Đức lúc đầu của mình không có tốt á, thì họ sẽ giúp mình làm
sửa lỗi chính tả hoặc là giúp mình viết thư, có nghĩa là mình viết xong xong rồi sau đó họ sẽ sửa lỗi chính tả, họ sửa lại cái câu văn cho nó hay lại. Thì khi mà mình tìm được guide family rồi thì mình xin visa, thì khi mà mình xin visa, mình đậu visa rồi thì mình mới trả tiếp 20 triệu cho họ. Thì theo mình nghĩ đi theo cái chương trình này mà chỉ tốn 40 triệu thôi thì cũng khá là rẻ và an toàn nữa, cũng không phải sợ rủi ro gì nhiều hết. Còn nếu mà các bạn muốn tự đi, muốn đi theo chương trình này mà tự đi á, thì các bạn có thể vào Facebook. Ở trên Facebook nó có một cái trang là Open Work. Mình cũng có để ở dưới cái phần mô tả để cho các bạn vào các bạn xem nhé. Thì khi mà vào cái trang Open Work đó thì lúc trước Phụng cũng thử tự tìm, nhưng mà có nhiều guide family, mình nghĩa là mình không có tin tưởng nhiều lắm nên mình cũng không đi theo cái guide đó, mà mình tìm cái guide mà cái dịch vụ họ tìm cho mình, tại vì mình cảm thấy cái gia đình họ tốt với mình nên là mình mới quyết định là mình chọn cái gia đình đó. Nên chính vì vậy Phụng mới muốn muốn chia sẻ với các bạn là khi mà tìm guide thì nên tìm như thế nào, và đại loại là như thế. Cái thứ nhất là vào cái Open Work thì đa phần á, các bạn vào Open Work á, là các bạn sẽ viết giống như một cái lá thư gì nè, mình viết mình đăng lên trên trên cái trang đó, thì mình giới thiệu về bản thân của mình, về họ tên, nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi, mình đang làm gì và cái sở thích của mình là gì. Kèm theo đó thì các bạn nên đăng một số cái bức ảnh mà các bạn nấu ăn hoặc là một số cái bức ảnh các bạn chơi với trẻ nhỏ. Thì khi mà các bạn đăng lên như vậy á, thì có rất là nhiều guide family họ đang có nhu cầu tìm au pair thì họ sẽ vào đó và họ sẽ tự động họ liên lạc với các bạn và hai bên nói chuyện với nhau. Thì mình khuyên các bạn á, là nói chuyện với nhiều guide nè, chứ đừng nói chuyện với một guide, tại vì trong cái thời gian mà mình tìm á, là mình được quyền lựa chọn, mình lựa chọn cái guide nào họ tốt. Tại vì đương nhiên kể cả người Việt, người nước ngoài, người nước nào cũng vậy, sẽ có người tốt, người xấu. Không phải là người xấu nữa, là có người thì là họ thật là tốt, hoặc là có người cũng không biết nói sao, nhưng mà là có người này người nọ đó, thì mình nên tìm một cái gia đình nào phù hợp với mình. Thì theo kinh nghiệm của Phụng á, thì các bạn nên tìm một cái gia đình nào mà có ít trẻ, tại vì á, mình sang đây chủ yếu á là để trao đổi văn hóa, để học ngôn ngữ. Nếu như các bạn tìm một cái gia đình mà có rất là nhiều trẻ thì đương nhiên cái công việc của các bạn sẽ double, có nghĩa là sẽ rất nhiều, thì các bạn sẽ không có thời gian để mình trao đổi cái văn hóa, để mình học hỏi về ngôn ngữ, tại vì có nhiều trẻ quá thì các bạn phải au pair xin nhiều thứ quá, đúng không ạ? Thì lúc trước mà Phụng đi á, thì cũng có rất là nhiều guide liên hệ với Phụng, nhưng mà Phụng chọn cái gia đình là một bé, thì bé đó là 8 tháng, và gia đình của nó cũng rất rất là tốt với Phụng luôn đó. Và cái tiếp theo Phụng muốn nói với các bạn là khi mà chọn gia đình đó, chọn cái gia đình family, cái guide family đó, thì nên nha, còn tùy theo các bạn thôi, ở đâu cũng được, là nên chọn những cái gia đình mà ở thành phố. Tại vì khi mà ở thành phố thì các bạn sẽ được tiếp xúc nhiều 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 thứ hơn, ví dụ như là tại vì cái kinh nghiệm của Phụng á, là lúc trước là cái gia đình đó rất là tốt cho Phụng, nhưng mà họ ở một cái vùng nông thôn rất là hẻo lánh. Cái vùng đó Phụng phải nói là gia đình nó khá là giàu nha, nhưng mà họ ở một cái giống như là họ mua nguyên một cái thảo nguyên gì đó, một cái thảo nguyên to vậy đó, thì là chỉ có một cái nhà của họ thôi, nên là Phụng không thể tiếp xúc với lại nắp ba, không không có hàng xóm, tại mình cũng muốn tiếp xúc với người Đức, muốn tiếp xúc người này người nọ để cho cái tiếng của mình tốt á. Thì mình Phụng xui một cái là ở cái chỗ đó nó không có nắp ba, tại vì cái nhà đó họ ở nguyên một cái khu nó rộng quá, chỉ có mỗi một cái nhà đó thôi. Thì thỉnh thoảng á, Phụng đưa con bé đó đi đến nhà trẻ thì Phụng có giao tiếp với lại giáo viên của họ thỉnh thoảng thôi, hoặc là những cái người đưa thư, có vài người thôi. Thì lúc đó thì cái tiếng của mình nó sẽ không được phát triển cho lắm, nên chính vì vậy Phụng muốn nói với các bạn, nếu mà tìm guide family thì nên tìm những cái người mà ở trong thành phố, ở gần thành phố, chứ không nhất thiết là phải ở trong thành phố, thì các bạn sẽ được tiếp xúc nhiều người hơn. Thì cái ngôn ngữ của mình nó sẽ dễ phát triển. Sau cái thời gian làm au pair á, thì Phụng chuyển đổi sang học nghề ông Spinum, có nghĩa là học điều dưỡng.
Chính vì vậy Phụng mới ở lại Đức đến bây giờ. Là Phụng làm ở đó là 8 tháng. Thì sau 8 tháng thì trong cái thời gian mà Phụng làm au pair đó đó, thì Phụng có tìm hiểu về chương trình học Ausbildung. Thì theo cái luật là các bạn phải báo trước với họ từ 3 tháng cho đến 1 tháng. Báo trước với họ là mình sẽ kündigung, có nghĩa là mình sẽ kết thúc hợp đồng, mình sẽ không làm cái công việc này nữa, để cho họ tìm một cái au pair mới đó. Nhưng mà các bạn nên nhớ là các bạn phải tìm trước cái trường học nghề của mình nha, có nghĩa là các bạn phải chắc chắn rằng là các bạn đã có được cái hợp đồng của cái trường học nghề rồi, và có được cái hợp đồng cái chỗ mà các bạn học nghề rồi, thì lúc đó mình mới báo là mình kündigung nha, chứ đừng có nói báo kündigung xong rồi các bạn chưa tìm được chỗ học nghề là chết đó. Mình sẽ chia sẻ với các bạn ở cái video sau về chuyển đổi từ au pair sang học nghề như thế nào nhé. Thì video của Phụng cũng khá là dài, nên là bây giờ Phụng xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hy vọng đây là cái video, đây là những cái thông tin bổ ích dành cho tất cả các bạn. Và bây giờ thì Phụng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Cheers, this is next time. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của Phụng. Hãy nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của Phụng để xem được những video tiếp theo nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt.